chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ hai bên bạn Pho Rom Katha và Summer. Như vậy là hai cùng và hai chém. Hai cùng đó là Phoenician và Summerian, hai chém là Roman và Katha. Bên này thì sao, cũng một Summer trong tay của Chibor, một Babylon trong tay của No 1. Khâu khóc là người cầm Roman. Và cuối cùng game thủ chim sẻ đắng là người cầm Sen. Như vậy là quân được đánh giá là nhỉnh hơn một chút dành cho các thủ đến từ Game TV. Và đây là cơ hội để cho các em có thể cân bằng được tỷ số một đều ở trong xíu đầu tiên. Một trận cầm Sen ở trong cánh và sức phát triển của sẻ trong bộ này sẽ là cực kỳ khủng khiếp. Chúng ta cùng chờ xem. Trước cái đó thì chúng ta sẽ đến với mảnh máy của đầu cánh mà nói của thủ No 1, người cầm Babylon. Thời gian gần đây thì No 1 mới quay trở lại sau chuyến vâng cưới vợ của mình. Và nghe đâu đấy như anh cưới vợ xong rồi đi du lịch bên Pháp. Vâng, đúng là người vượng. Đẹp trai, cao to, đen hôi. Vâng, nhà giàu, chủ quán net, đội trưởng team. Rất nhiều danh hiệu dành cho No 1 trong thời gian gần đây. Và vừa rồi thì vừa mới lên chức làm một người chồng nữa. Rất mắc bình. Vâng, thông tin nhận về chứ boy chuẩn bị làm bố luôn. Mắc bình thế giới. Nhưng mà thời gian ở đây thì thấy No 1 mới quay trở lại nhưng anh chưa hồi tay. Chưa hồi tay lắm, nhưng cứ bình tĩnh thôi. Chúng ta còn rất nhiều thời gian nữa để dành cho No 1 và các thủ NB có thể tập luyện để đến với giải AOE Thái Bình mở rộng được tổ chức vào tháng 6 và giải AOE Trung được tổ chức vào tháng 7. Vâng, màn hình máy của thủ No 1, con vợ đầu tiên đã được về, có quả phụ. Một bài mà có lẽ rằng No 1 và anh sẽ đánh chém thôi. Bởi vì trong cánh là game thủ chim sẻ nắng người cầm Sen. Và vớt bài cầm Sen trong cánh thì rất hiếm khi sẻ sẽ một bài đi giật lò. Này có nhất thiết phải chôn nhau thế không hả chim? Vâng, quay trở lại cánh bên kia. Thế sắp xếp cũng là rất mắc bình, hai cung trong cánh rồi. Roman của game thủ không được khóc nào vị trí đầu cánh, quả phụ có nhiều đầu bốn con, thế nhà là thế nhà khủng. Tôi có rất nhiều rừng dành cho không được khóc ở trong trận đấu này. Thời gian ở đây thì khóc là một trong những game thủ đang có những tiến bộ rõ ràng, nhưng những tiến bộ này là chưa đủ, em cần phải tiến bộ hơn nữa để có thể có một vị trí đứng ở trong clan Game TV trong giải đấu AI Việt Trung sắp tới. Nếu như mà em không thể tiến bộ được nữa thì nhiều khả năng gờ núi sẽ là người vào sân. Và gờ núi vào chân sẽ là một người ta gọi là vào là một diễn viên hài, khiến cho đội bạn buồn cười quá và không thể thi đấu được. Tác dụng gờ núi là như vậy, chứ anh thi đấu thì có lẽ chắc không thi đấu mấy. Và khả năng đặc biệt của gờ núi nó là đóng hài rất tốt. Ngày trước thì tôi nhớ nhà mình có một vài gánh xiếc có liên hệ với gờ núi để đóng hài nhưng mà anh không đồng ý thôi. Bài Roman của Khóc có vẻ như là tạm ổn. Và đến với bài của Chick Boy nằm ở trong cánh Summerian. Trận đấu này Summerian và game thủ cầm Sen chim sẻ nắng sẽ là ôm nhau. Bài của Chick Boy cũng là khá ổn, đồ ăn hơi xa một chút thôi. Rồi quay trở lại với chim sẻ nào. Chim sẻ bài ổn không? Vâng, cũng quả phụ, bài mắc bình dành sẻ rồi. Hai rừng thông. Vâng, một quả phụ. Voi về, hiêu ăn cạnh rừng, mắc bình của thế giới. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với màn hình máy của game thủ đầu cánh. Đó là game thủ No 1 của Xuyên Thuyệt No 1 ngày mai mình kích. Đột lên muộn lắm, may quá, đập lô trúng vào quả phụ. Thôi xem Khóc đi, Khóc đầu cánh bên này có vẻ lên đời sớm hơn. Vâng, không biết anh Nguyễn Kiên có đang nghe em nói hay không. Vâng, đề nghị anh bật thu phí. Vâng, thấy các vị khán giả bảo... Vâng, thấy các vị khán giả bảo là chưa bật thu phí. Vâng, quay trở lại trận đấu này. Vừa rồi là những pha soi tham của game thủ Hello Chip Boy. Thông tin nhận về được game thủ cầm Phoenician 9, Katharian 9%, 23 dân, tỷ lệ dâng L là cực kỳ cao. Katharian của mệnh là người đi dâng L. 25 dân của Khóc, nhưng Khóc có vài kích đời cũng bình thường thôi, không quá sớm ở bài đấu này. Khi mà đồ ăn thì cũng chỉ là một quả 6 và hai đàn yêu, trong đó thì có một đàn yêu ở tương đối xa. Khóc đang muốn xây nhà theo kiểu mà khung Roman khung nhà, nhưng rất đáng tiếc mỏ vàng nằm ở phía bên ngoài.
Vâng, kích đời ở cuối 10 bắt đầu đào vàng. Một trận mà các thủ của GDV thì có lẽ là chỉ có chim sẻ lên đời sớm nhất thôi. Sẽ bắt đầu đóng à. Con dân đang đứng quay tay. Con dân ấy không làm ruộng đâu em ạ. Ơ vẫn làm được à? Bài đánh 24+1. Ơ 23+1 rồi em. Em đánh bài 23+1 à? Vâng, như vậy chim sẻ đánh bài 23+1 lên đời rất sớm. 11:52 lên đời xong. Vâng, lên đời đầu tiên của bản đồ người đánh cung trong cánh lên đời sớm nhất. Vâng, sẻ muốn đánh một bài đẩy cung sớm. Và tất nhiên là với khả năng căn kè thực gỗ của chim sẻ thì việc đều 4 nhà bè ở chuyện đơn giản như kiểu là ăn cơm. Thông tin nhận về ở cánh bên kia thì Khóc đang gặp một 8 Katharian. Katha cẩn thận dâng lời em ơi. À không phải, nhà Katha đầu cánh Katha lên muộn lắm. Do 9% dày hơn Katha của ứng thủ truy mệnh cơ. Nhiều khả năng em cần phải dò giữa bản đồ đấy. Bởi vì với một bài 9% thì tôi không nghĩ rằng truy mệnh sẽ ăn ở gần nhà. Nhiều khả năng sẽ là một tên đập lô giữa bản đồ để ăn hoàng. Không biết rằng có phải không. Mọi người thấy rằng những pha soi tham giúp cho các cầu thủ chúng ta có thể biết được nhà đối phương là như thế nào. Bài 1L và thủ phủ. Thế rồi, đối đầu với Katha chỉ phải thủ phủ mà thôi. Truy mệnh chưa lên đời, truy mệnh lên muộn cực kỳ luôn đấy. Rất muộn. Không có bài kích đời không sớm, nhưng mệnh lên đời muộn hơn rất nhiều so với quy định. Khóc đánh bài 1L và bánh xe. Tạm thời chưa ăn được gì của truy mệnh. Giữa bản đồ là game thủ mô 5, game thủ Hồng Anh. Vẫn chưa thấy gì cả. Con giò của Khóc đang có thể gọi là hơi phế. Đây rồi, mô 5 xây nhà bia ở tươi cao. Nhưng đây là nhà của mô 5. Không phải Dương A, một bài đánh tại nhà. Nhà của game thủ mô 5, game thủ Hồng Anh trồi lên ở phía trên. Ăn được một dân. Chém đang lao vào trong. Phu. Mệnh ơi, rất tốt. Phu cực nhạy dành cho game thủ không được Khóc. Vâng, ăn được con lạc đà. Mệnh bây giờ mới có con giò đầu tiên. Một bài mệnh sẽ cực yếu. Và khả năng thi đấu của mệnh có lẽ rằng sẽ ở thời gian về sau. Nhưng Khóc đang làm tốt. Một bài chém thẳng vào trong cánh đến từ Khóc. Hiện tại đang ăn được có 2 dân rồi. Nhưng làm này cũng đang là khá tốt rồi. Con dân thứ 3, dân thứ 4 của Hồng Anh phải nằm xuống. Và đây sẽ là con dân thứ 5. Hồng Anh trong cánh và chết 5 dân. Tươi. Tiếp tục là tơn chém vào trong cánh đến từ game thủ trẻ của vòng đến từ Quảng Ninh. Tiếp tục là pha lọt ruộng đến từ Hồng Anh nhưng không được. Tơn này chém thêm 1 dân nữa rồi. 6 dân phải nằm xuống rồi. Và thích tơn này thì là chơi luôn. Bài 1L khá hay dành cho không được Khóc. Cùng giờ Hồng Anh có cái gì hay chưa? Hồng Anh đang phải chạy những cơ sở làm ăn của mình. Tơn thứ hai của Hồng Anh đã ra ăn được 1R. Nhưng tơn này không nên hổ báo quá. Én thôi. Én thôi. Và chuyển sóc đơn để đối đầu với game thủ ở đầu cánh. Đó là game thủ chịu bệnh. Vâng, tiếp tục ăn thêm cùng giờ nữa. Khóc đang chém thức bay. Với độ đồ giáp của Khóc đang có ở trong trận đấu này. Quay trở lại cánh bên kia thì game thủ No 1 đang làm cái gì rồi? Vâng, No 1 đang đánh một cái bài mà hỗn mã. Và anh đánh lạc đà 1L và lên bánh xe sớm. Nhưng đang bị cung rở ngồi màu 7 đẩy. Như vậy trong cánh đối phương là màu 7 và nhà màu 5. Ở đầu cánh là màu 6 và màu 8. Vâng, tham này đang đè một chút dành cái thủ biến từ game TV chúng ta đến với chim sẻ. Bài đẩy cung rất sớm dành cho game thủ chim sẻ. Tham này 62 ở phút 18. Nở tham là quá mắc binh. Vào phút 18 thì thường người ta sẽ có tham này khoảng tầm là 5x. Hoặc căng lắm thì là 60. Nhưng chim sẻ đang có một trận phát triển khủng khiếp. Dân quân ra đều. Tham này 64. Vâng, bắn được cả phù của game thủ vô thường. Vô thường trận đấu này sẽ không thi đấu quá nhiều. Cánh bên kia thì Khóc đang thông báo về là cân 2. Vâng, chém rất tốt đến từ game thủ Khâu Khóc ở trong trận đấu này. Đang chém tươi, nhà đang yên ổn. Em vâng, thay bắt đầu đè dành cho các game thủ đến từ game TV. Một bài Roman chắc nhà quá khỏe của Khóc. Không có cửa cho chuyên mệnh có thể solo với bài Roman này. Bây giờ thấy thích thì là chơi luôn. Vẫn đang bài 2L và 1 nhà BP đều. Em có thể nâng cấp cả đào vàng đấy em, chặt gỗ đấy em để cho khỏe hơn. Không như vậy nâng cấp giáp. Và tiếp tục móc nhà Hồng Anh hay không. Thế bài Hồng Anh là thế bài trông trường. Một thế bài không dựa tường. Và chúng ta đến với mảnh máy của game thủ Chip Boy. Chip Boy và có tên đi cùng khá hay. Và như vậy là Hồng Anh muốn có một tên đi cùng đẩy nhà của game thủ không được Khóc. Nhưng Chip Boy đã có mặt luôn. Kết hợp một quân là tươi tốt. Hai cung R Hồng Anh phải nằm xuống. Cung R của Samurian bắn tương đối chất. Đào vàng dần em. Lên tí bản đồ, đồ máu, đồ mèo. Vâng, hai nhà cùng trong cánh đang không bị quấy cái gì. Trong đó hai nhà chém đầu cánh đang hoàn thành quá tốt nhiệm vụ của mình. Chơi luôn, vậy ấy. Vâng, Khóc đang làm được rất nhiều điều trong trận đấu này. Có thể thấy rất nhiều sắc sân của game thủ mùa năm đang phải nằm xuống. Nhưng nhà của em thì đang bị công lên bởi một tên lạc đà to. Em có một tên nhỏ
sang đỡ nhà cho thằng góc. Cái nhỏ thôi, tầm 5 cho con là đỡ được. Cái sang ấy nó khỏe hẳn đấy. Và 18 liệu rằng có cửa trong trận này không? Vẫn là hai nhà BP, hai nhà BL và một nhà BP sóc đều. Mệnh sẽ cực kỳ khó khi mà công vào tơ này. Tiếp tục là về để có thể bỏ kín nhà. Phù ra là đỡ được thôi, đơn giản và hiệu quả. Thằng này đè khá mạnh dày về gì. Nhưng bạn vẫn đang chưa quýt. Đề chín trẻ. Phút thứ 22, thằng này 93. Rất khủng khiếp, tiếp tục lao vào trong. Cung rờ của chim sẻ chịu đầu máu. Nhưng số lượng cung rờ chim sẻ đang đông hơn quá nhiều so với lượng cung rờ của đơn thủ 9x0. Vâng, game từ đến từ Yên Bái. Và vô thường là người Risa. Một đều ở trong giữa đầu tiên. Một trận hai nhà cùng trong cánh nở tham khử ngốc bình. Không bị quấy một cái gì. Hay nói một cái khác là không có một con ruồi nào lọt vào nhà của chim sẻ cũng như mảnh máy của ông thủ chip boy. Trong đó thì hai nhà đầu cánh đã hoàn thành quá tốt nhiệm vụ của mình. Một bài lên đời sớm của chim sẻ đi công sớm khiến cho nó một khỏe hơn game thủ vô thường. Cánh bên kia thì khóc mặc dù bài không lên đời quá sớm nhưng gặp ngay ông chim mệnh lên đời như một cái bơm. Một bài chém thẳng trong cánh tốt của game thủ khóc đem lại chiến thắng dành cho GTV ở trong trận đấu này. Một đều và chúng ta đến với trận bản lề ở trong giới đầu tiên.